Cụ thể, hai bên đã nhất trí về mặt nguyên tắc đối với tất cả các điều khoản của WGA, bao gồm mức lương tối thiểu dành cho các biên kịch trong năm 2023. WGA đánh giá, thỏa thuận này đem lại lợi ích và sự bảo vệ dành cho các tác giả ở mọi lĩnh vực. Thỏa thuận trước tiên sẽ được đưa đến Ủy ban đàm phán của Liên đoàn để bỏ phiếu, sau đó đến hai hội đồng WGA ở bờ Đông và bờ Tây để phê duyệt, dự kiến là vào ngày 26 tháng 9 theo giờ địa phương. Cuộc đình công lần này là đợt đình công dài thứ nhì trong lịch sử gần 70 năm của WGA. Mục tiêu của các biên kịch là yêu cầu các hãng phim và các nhà phát hành phim trực tuyến đảm bảo thu nhập cũng như điều kiện làm việc cho biên kịch. Cuộc đình công đã khiến Hollywood gần như tê liệt, hàng trăm dự án điện ảnh và truyền hình bị đình trệ.